Văn Nguyễn 20. 88 nè. Người dơ nhất đấy. Đưa rồi đưa cho rồi. Ở đâu mà ơi cho chịu vậy? Giờ chị không nói vào đây. Nó quay kiểu bên chị á. Bên nào? Sợ kiểu ở đây sao xeo, là xeo không? Thì bà ấy, chị không nói bà. Không bữa gì thì chị chuyển cho mấy đứa á. Mình chị làm sao mình chuyển đưa cho bé rồi.
Mình cũng thôi.